đầu hiệp 2. Dùng quán Nho, quả đưa bóng của Nho, cơ hội dứt điểm Dũng Quang Nho bất ngờ dâng cao và có đường chuyền bóng rất chính xác vào vị trí của Châu Ngọc Quang. Nhịp đỡ đầu tiên gọn gàng và sau đó là cú ra chân bằng cái kèo trái của tiền vệ mã áo số 4. Rất hay. Đây cũng là tình huống mà vị trí tiền vệ phòng ngự đã không xuất hiện bọc lót cho hàng thủ của BKMX Bình Dương. Châu Ngọc Quang có đủ thời gian không gian để khống chế và tung ra cú đá làm bó tay hoàn toàn thủ thành Minh Toàn. Cú đá phạt của Minh Vương đánh đầu. Tỷ số đã được cân bằng 1-1. Cú đánh đầu là quá khó. Đó là pha ghi bàn của Châu Ngọc Quang. Cú đá phạt của Minh Vương là rất vừa tầm với Ngọc Quang. Cú đá phạt của Minh Vương đánh đầu. Tỷ số đã được cân bằng 1-1. Cú đánh đầu là quá khó. Đó là pha ghi bàn của Châu Ngọc Quang. Phút thứ 79. Rất bất ngờ, tỷ số đã được cân bằng. Và ở phút 79 thì Hoàng Anh Gia Lai đã tìm kiếm được bàn thắng sàn bằng cách biệt. Cũng từ một tình huống cố định, họ đã hoàn toàn bế tắc trong những tình huống triển khai bóng sống. Cú đánh đầu là quá khó. Hiệp đấu thứ hai sẽ có 3 phút bù giờ. Đánh đầu! Rất bất ngờ! Lại một lần nữa trận đấu được đưa trở lại với vạch xuất phát. Lại là một tình huống cố định của các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai. Pha ghi bàn là của Brandao. Hai tình huống cố định và hai cú đánh đầu. Trước đó là Châu Ngọc Quang. Và vừa rồi là Brandao. Xuân Nam. Washington Brandao. Quá người. Đường chuyền ngang. Dứt điểm. Tỷ số là 1-0 cho Bạch Gia Lai. Patrick Lê Giang đã phải nhận bàn thua đầu tiên trong mùa áo mới của câu lạc bộ Công an Hà Nội. Trung vệ Anton Amada đã không thể ngăn cản được Washington Brandao. Và đó là điểm nút của tình huống vừa rồi. Minh Vượng, Tuấn Anh sút xa. Châu Ngọc Quang và đập tường thì hay. Châu Ngọc Quang 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Chỉ một thôi. Đó là tình huống tấn công đáng chú ý đầu tiên. Chúng ta vừa nói đến Châu Ngọc Quang với những đóng góp cụ thể cho Hoàng Gia Lai trong quãng khởi đầu của mùa giải. Và bây giờ trên sân vận động Hàng Đẫy, anh đã giúp cho Hoàng Gia Lai vượt lên trong cuộc đối đầu với câu lạc bộ Viettel. Minh Vương. Quả đá phạt quá đẹp đến từ Minh Vương. Hoàng Anh Gia Lai cần Minh Vương ở thời điểm hiện tại. Những người đã ở lại với câu lạc bộ giờ họ đã có những đóng góp để giúp cho Hoàng Anh Gia Lai một lần nữa vượt lên trên sân vận động Hàng Đẫy. Quả đá phạt cố định quá tuyệt vời đến từ Minh Vương. Rất đáng tiếc cho Hoàng Đức. Đó là tình huống Việt. Cơ hội cho Quốc Việt. Quốc Việt vẫn là Quốc Việt. Dứt điểm. Và chắc chắn là trên khán đài của sân vận động Hàng Đẫy thì huấn luyện viên Philippe Chuzier có thể hài lòng với những gì mà Quốc Việt đã thể hiện. Một sự tự tin đến từ một cầu thủ trẻ. Và đây sẽ là ngày không thể nào quên với Quốc Việt. Bàn thắng đầu tiên của anh Châu Hoàng Gia Lai tại V-League trong mùa giải 2023 của Nai World V-League 1. Và lên bóng của Brandao rất khỏe. Đưa bóng vào. 1-1. 1-1. Cực kỳ hiệu quả. Đó là những gì chúng ta có thể khẳng định về những gì mà Hoàng Gia Lai đang làm được trên sân vận động Hàng Đẫy.
bộ đôi tiền đạo ngoại mình của các cầu thủ Hoàng Gia Lai lần này đã gieo sầu cho huấn luyện viên Thạch Bảo Khánh. Cầu thủ số 7 Bado ghi bàn nâng tỷ số lên 4-1 cho cầu thủ Hoàng Gia Lai. Đó là Bruno Pacheco, cầu thủ người Hoàng Gia. Trần Minh Vương. Vào! 1-0 cho Hoàng Gia Lai. Pha xử lý đưa bóng vào rất khó chịu trước cầu môn của Khánh Hòa. Cầu thủ ghi bàn là Đình Bảo. Paulo Oliveira và Văn Hoàng. Không có sai sót nào của người dứt điểm. Tỷ số được rút ngắn xuống còn 1-2 trong Anh Gia Lai. Đã cố gắng giữ bóng nhưng sự kết nối của họ ở một chất lượng có thể nói là rất thấp. Trong khi đó thì Sông Lam Nghệ An bình tĩnh, tự tin và chơi sắc bén với những tình huống lên bóng của mình. Và họ đã 2 lần thành công. Và đầu mùa giải năm nay thì rất nhiều những cầu thủ trụ cột đã chia tay Hoàng Anh Gia Lai. Bên kia thì Jack đã xây một khung mới và có rất nhiều dấu hỏi. Dứt điểm! Minh Vương! Bàn thắng rất đẹp, bắt cú đá từ ngoài vòng 16m50. Paulo Conrado đã có những động thái tranh chấp với Minh Tùng. Bóng ói ra. Và ở đó thì Minh Vương tiếp bóng tốt. Anh có được khoảng trống ở phía trước, đã quyết định tung ra một cú đá từ khá xa. Vây giáp luôn rất nhanh và những nhịp xử lý phải nhanh hơn. Rồi, đây rồi, Thạch Bảo Khánh! Đỉnh Thạch! Huấn luyện viên Kiatisak đã đúng khi tung vào sân Đỉnh Thạch Bình. Một đường chuyền và Đỉnh Thạch Bình có mặt ở một vị trí mà khi mà các cầu thủ Đông Á Thanh Hóa nhận ra anh thì đã hơi muộn rồi. Washington Brandao, cú đá xé lưới Đà Nẵng. Pha dứt điểm rất mạnh từ góc hẹp và Văn Biểu đánh bó tay. Tiền đạo người Brazil không Việt vị, anh đã rất khéo léo phá bẫy Việt vị. Cú đá được tung ra rất quyết đoán. Quốc Việt là người đã có pha chuyền bóng. Đây chúng ta xem lần nữa. Pha chuyền bóng rất kỹ thuật. Đứng trước quả đá phạt này sẽ là Paulo Oliveira. Paulo đánh lừa được thủ môn của Trần Trường. Tỷ số là 1-0 dành cho câu lạc bộ Hoàng Gia Lai. Đó là bàn thắng thứ tư của Paulo Oliveira dành cho Hoàng Gia Lai ở Nairobi League 1 năm nay. Chỉ sau ít phút thì đội chủ nhà đã vượt lên. Rõ ràng đây là một trận cầu mà người ta sẽ chờ đợi vào một cơn mưa bàn thắng, có lẽ là như vậy với cách mà hai đội đặt ra cho mình những mục tiêu ở mùa giải hiện tại. Rất nguy hiểm và xử lý không tốt của Đặng Văn Lâm. Bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 1-2 dành cho các thủ Hoàng Gia Lai. Rất bất ngờ với pha xử lý lóng ngóng ít thấy tới từ Đặng Văn Lâm. Và đây là niềm vui của các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai. Trải nghiệm thế giới thể thao không giới hạn cùng FPT Play.